Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 12 năm 2020 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có được cát tinh chiếu đến hay không? Và các hung nạp vận chi tiết của tuổi Đinh Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng lắng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12. Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là phép lịch hỏa, tháng Sửu lục hợp tí, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Sửu. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt với tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 22 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày các ngày trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng 12 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Kỷ âm thổ gặp mùi âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy, thành an, hóa hung, thành cát. Trong tháng này, các gia chủ Đinh Mùi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Sửu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy.
Để may mắn và thuận lợi hơn, nữ gia chủ tuổi Đinh Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Với tuổi Đinh Mùi 1967, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc nghỉ hưu. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Những gia chủ Đinh Mùi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, hợi, mão, mùi để kích con đường, công danh, tài lộc, thêm phần rộng mở, thành công. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc. Xét vận trình tài lộc tháng 12 năm 2020 âm lịch, họ phá tài đang ập đến, tuổi Đinh Mùi xui xẻo hết lần này đến lần khác, khiến hao tổn tiền bạc. Bản mệnh không dễ giành được là bao, tiền bạc cứ vào túi hôm sau, cứ vào túi. Tiền bạc cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền của bản mệnh có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng như vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ tuổi Đinh Mùi phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng tiến triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Canh Tý, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Đinh Mùi. Những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Dù sao, bạn và người đó đã sống với nhau trọn đời, hãy bao dung cho nhau, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà phải chia lìa. Hơn nữa, trong tháng 12 âm lịch, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẹ tình cảm gia đình. Như vậy, để hóa giải những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Vật phẩm còn có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Đinh Mùi. Hơn nữa, ở độ tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Ngoài ra, bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Bạn cũng cần chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Trong thời điểm này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để đem lại sức khỏe và sự bình tâm trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý đến độ tuổi này. Thứ bạn ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, chứ không phải công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng minh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch.
anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.